Hồng Nhật chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Gương Mặt Thú Vị. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình ngày hôm nay và chắc chắn rằng sẽ có những cái giây phút rất là lãng mạn, những giây phút mà rất là khó khăn với hai đội chơi để chọn ra hai cặp vợ chồng thật. Thưa quý vị, sẽ có 3 cô dâu và 5 chú rể. Hai đội chơi sẽ có cơ hội nhận giải thưởng của chương trình nếu như chọn đúng hai cặp đôi chính xác. Thưa quý vị, một lần nữa chào đón tất cả quý vị và các bạn đến với Gương Mặt Phu Thê. 5 chú rể và 3 cô dâu. Trong số họ sẽ chỉ có hai cặp đôi phu thê thực sự. Việc tìm ra những cặp đôi này sẽ là cuộc đấu trí tay ba căng thẳng, hấp dẫn nhưng cũng không kém phần hài hước giữa ba đội chơi. Đội chủ nhà, đội khách mời và đội các cô dâu chú rể. Qua 3 vòng thi, nếu đội khách có thể thắng đội chủ nhà bằng cách tìm ra ít nhất một cặp đôi phu thê thực sự và có số điểm cao hơn đội chủ nhà thì sẽ nhận được giải thưởng hấp dẫn từ chương trình. Nếu không, phần thưởng sẽ thuộc về 8 người chơi. Trong 2 vòng đầu tiên, nếu đội chơi đặt cược và có được sự lựa chọn chính xác các cặp đôi thì sẽ nhận được giá trị giải thưởng lớn hơn. Đầu tiên thì Quỳnh Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ chào đón đội chủ nhà. Đó là những gương mặt cũng rất quen thuộc thưa quý vị. Nghệ sĩ 2 Kiều Minh Tuấn, bà mối Cát Tường. Và giới thiệu đội khách mời ngày hôm nay đó chính là Mai Hồ Ngọc Trai. Chào hai em. Hy vọng là hai em ngày hôm nay sẽ cố gắng phát huy trí tuệ của mình, tất cả các giác quan của mình mới có thể nhận biết được. Bởi vì chị đã từng ngồi ở cái vị trí đó và chị biết rằng rất khó khăn. Một cái người lão luyện mà coi như là tinh tường cuộc sống giống như là Lê Hoàng mà còn rất tè le hết trơn em ơi. Cố gắng nha em. Hai em ngày hôm nay sẽ lấy phong độ là cho những cái vị khách mời được ngồi ở đó. Còn chị ngày hôm nay chị đã được di cư qua đây rồi. Biết lý do tại sao chị ngồi đây không? Tại vì chị cũng đón chặt lất á, cho nên là ban tổ chức mới mời chị ngồi vị trí này. Bắt ngồi đây. Em thiết nghĩ là em với lại chị Cát Tường là nên ngồi chung. Tại vì là em với chị có một cái điểm chung là không bao giờ đoán đúng cái gì cả. À vậy đi. Nhưng mà theo Ngọc Trai á, thì vợ chồng thật với nhau thì thường người ta nhìn cái gì để ta đoán nào? Dạ em chưa có vợ. Chà cái này khó. Còn Mai Hồ, theo bạn thì làm sao để ta đoán đúng hai vợ chồng thật với nhau? Thường người ta nói là hai vợ chồng là hay có tướng phu thê, khuôn mặt nó cũng sẽ có những cái nét tương đồng giống nhau. Cũng có nhiều vợ chồng hai gương mặt đâu có giống nhau đâu, mà người ta vẫn ở với nhau cả đời đó sao? Nhưng mà em nghĩ là chắc có những cái thói quen cũng sẽ dần dần giống nhau. Đúng rồi. Vậy theo Kỳ Minh Tuấn thì... Em thì em chưa có vợ, nhưng mà ở nhà em nuôi chó. So sánh vợ với chó em sao? Không, ý nói là nuôi một thời gian giống như Mai Hồ á, là sống với nhau một thời gian dài á, là hai mặt nó sẽ giống nhau. Con chó nhà em là chó mặt thịt, mặt phẳng vậy nè, mà nuôi một hồi cái mũi nó nhu nhu ra nó già với mặt em vậy đó. Còn cái mặt em là cái gì biến đổi từ gì mình thành giống như chó? À, con chó giống em chứ. Ở đây á thì thật sự bây giờ á là trong 4 người này chưa có ai có gia đình nữa quý vị. Có lẽ là rất khó để đoán là xem vợ chồng thật với nhau, nhưng mà trong cái câu chuyện tình yêu của họ chắc chắn ta sẽ tìm ra điều đó. 3 cô dâu, mỗi người một tính cách, nhưng đều có điểm chung là lấy chồng lớn tuổi, 5 ông chồng chặt tuổi. Đều chung một nỗi niềm là thường xuyên bị vợ bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần. Hãy đoán xem ai là ai. Tất cả sẵn sàng. Và bây giờ mời 3 cô dâu quay mặt ra phía trước. Cô vị trí A, cô dâu vị trí B. Dễ thương quá. Và cô dâu vị trí C. Thấy ba cô dâu chúng tôi xinh không? Quá xinh, quá xinh. Bây giờ thì cô dâu vị trí A giới thiệu về mình. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Huỳnh Thị Thúy Hiệp, năm nay em 29 tuổi. Cô dâu A làm nghề gì? Dạ em làm lung tung anh. Làm lung tung, có cái nghề lung tung nữa ha. Dạ. Cũng được ha. Cô dâu B? Dạ em xin giới thiệu em là Nguyễn Thị Mận, năm nay 25 tuổi. Mận á hả? Mận, tên lạ nha. Mận làm nghề gì vậy Mận? Nghề đủ thứ anh ạ. À hôm nay nhiều nghề á, nghề lạ á. Lung tung đủ thứ. Mà hồi tí nữa. Dạ em làm nghề thập cẩm mà. Rồi mời cô Vi vô vị trí C. Dạ em tên là Lê Nguyễn Trúc Vi, em năm nay 27 tuổi. Nghề gì em? Dạ em làm nghề tùm lum ha. Tùm lum. Xong, hiểu rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với 5 chú rể chúng tôi. Chú rể vị trí số 1. Vị trí số 2. Vị trí số 3. Vị trí số 4.
và vị trí số 5. Đấy, 5 chu rể nha. Và chúng ta chỉ có chọn được 2 chu rể thật với 2 cô dâu thật thôi. Vị trí số 1 giới thiệu về mình. Mình là Nguyễn Văn Thành, năm nay 36 tuổi, đến từ Lạng Sơn. Em chuyên đi order ship hàng anh ạ. À, ship hàng hả? Vị trí số 2. Mình tên là Vũ Tài, 34 tuổi, làm nghề cái gì có tiền là mình làm thôi. Nay sao rối nào. Vị trí số 3. À, chào các bạn, mình là Cao Văn Hà, năm nay 37 tuổi. Anh Hà làm nghề gì? Em làm nghề nghiệp. Hả? Tôi thất bạn rồi đó nha. Công đội đó, công đội đó mà bị chặt chém thảm thương luôn. Rồi, vị trí số 4. Xin chào anh Quyền Linh, hai đồ chơi và quý vị khán giả. Em tên là Phan Quang Thắng, năm nay 32 tuổi. Không làm nghề gì? Dạ khỏi hỏi anh ơi. Không phải dạ, hỏi luôn, hỏi cho tới luôn à. Dạ em làm nghề tự do. Tự do à, rồi. Làm như sao mà giấu nghề dữ. Vị trí số 5. Xin chào quý vị khán giả. Mình tên là Trần Đăng Khoa, năm nay 35 tuổi. Làm nghề bán mình. Ai mua là bán. Ở đây người chơi đều bí mật hết trơn á. Các bạn nên nhìn thẳng vào mắt họ. Tên tuổi thì thật nha, nhưng nghề nghiệp chưa chắc. Rồi, bây giờ thử đoán xem. Nếu mà gương mặt á nha, thì mình đoán cô dâu ở vị trí A, chồng của cổ là cái anh ngồi vị trí số 4. Là thấy hai mặt này có nét giống nhau. Giống nhau đúng không? Đúng rồi. Số 3 cũng hơi giống giống. Đúng rồi. Chị nghĩ ai? Em nghĩ là cô dâu A thì là chú rể là số 4 á. Vậy là em giống cười các tươi nói thôi. Theo cái cảm quan của em là em chú rể 2 với lại cô dâu A. Chú rể số 2. Dạ. Ủa nãy giờ sao đoán giống tôi đoán không vậy? Trai trai nhưng mà nói nghe nha. Dạ. Hồi mình nói trước để anh em khỏi có thương tàn với nhau nha. Bây giờ mà tôi bên nào đoán trước là bên kia không có được mà bắt trước à nha. Đoán phải tự vận suy nghĩ, tự nhiên bên em ta nói vậy cái nói y chang là không chịu nha. Lỡ cái suy đoán của tụi em cũng giống vậy sao? Rồi hồi nhường bên em nói trước. Vậy là nhường đúng không? Đúng rồi. Rồi vậy đi. Nhớ nha. Nhớ luôn. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vòng 1 của gương mặt phu thê với câu chuyện tình yêu. Ấn tượng ban đầu gặp gỡ hết sức là quan trọng, các bạn cố gắng lắng nghe. Dạ, lần đầu tiên hai chồng em gặp là ở trong một quán ăn. Chồng ảnh đó là đi theo bạn trai cũ của em. Bạn trai cũ của em là bạn thân của ảnh. Lúc đầu là cũng không có ấn tượng gì đâu. Nhìn hồi đó anh còn ốm lắm, bây giờ qua tay em mới mập được chút xíu đó. Mà nhìn cũng khù khờ, nhìn thấy tội lắm. Không có người yêu mà đi theo là biết rồi. Xong sau một thời gian cái em bị thất tình, em hay đi lang thang một mình, cái ảnh thấy vậy cái tự nhiên cái ảnh nhà ảnh đi theo. Khi mà ảnh đi theo cái ảnh quan tâm, ảnh rủ đi ăn, ảnh rủ đi ăn riết. Xong cái em thấy anh này cũng tội tội, nhìn thì cũng thôi ảnh cũng được, cái bờ vai này cũng đủ để cho mình làm điểm tựa cho mình. Em mới chịu nhận là làm bạn gái của ảnh. Rồi, lần đầu tiên quá ấn tượng ha. Tiếp tục xin mời cô dâu thứ hai. Ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt ông xã mình như thế nào? Em với ông xã là hàng xóm. Cái đấy chồng em mà lớn hơn em một giá thì em mới gọi chồng là chú. Xong mà đi qua thì chú cứ nhìn xong mà liếc, xong mà nhìn từ trên xuống dưới kiểu gian lắm. Chú cứ hít gió này kia. Rồi, chàng này dê quá. Ấn tượng bắt đầu là rất là dê với. Mình rất là ghét anh. Từ cái tới lúc nào anh mới hết ghét? Cưới thì mới hết ghét. Dạ. Rồi, vị trí C. Ấn tượng đầu tiên mà em gặp ông xã của em là lúc đó em đang là học sinh phổ thông cấp 3 chứ không phải cấp 2 nha. Là lúc đó nhìn thấy ông xã của em thấy ông xã em đẹp trai quá. Sáng chói luôn á. Sạch sẽ nè, sáng sủa nè. Nụ cười là tỏa nắng luôn á. Trời ơi. Dễ số 1 rồi. Mấy anh cười coi mấy anh coi ai tỏa nắng không? Bây giờ dừng lại chút xíu coi ai cười tỏa nắng nha. Sáng chói anh. Cười mấy anh ơi. Cười sáng chói luôn. Năm chú rể cười thôi coi. Cười lớn lên nào. Chị coi ông nào đẹp trai nhất là chồng của em chứ 66 em chọn đó. Mà lúc đó là em thì nhỏ con, gầy, đen nên thành ra là mình là yêu đơn phương thôi. Ông xã không có để ý tới mình. Coi như là 2 năm sau á, lúc đó là biết cửa sạn rồi đó. Lúc đó là ông xã mình lại để ý ngược lại mình. Mình làm chảnh mà, đó thích mình thích thì mình chảnh. Buổi tối nó nhắn tin cho em, tỏ tình thì hỏi em có đồng ý làm bạn gái hay không thì em đồng ý. Trời, rồi em chảnh chưa? Dạ lúc đó em cũng bớt chảnh hả anh. Yêu đơn phương mà, bộ thôi. Nhưng mà nhắn cái là ok. Dạ ừ, sợ tao đi á. Quan trọng là nhắn tin hay hơn á. Đó là lần đầu tiên ấn tượng khi gặp ông xã. Để xem năm chú rể chúng ta lần đầu tiên gặp bà xã ấn tượng những điều gì.
Mời vị trí số 1. Lần đầu tiên thì nhìn thấy vợ của mình ấy, thì béo, tròn, dễ thương. Lúc ấy thì vợ thì nó hơi nhỏ tuổi. Tâm ra thì mình cũng không biết là làm quen như thế nào. Không được một thời gian thì mình xin được số điện thoại của cô ấy. Mình với nhắn tin, rủ cô ấy đi uống cà phê này nọ. Mà kỷ niệm sâu sắc nhất ấy, thì là mình được chở cô ấy vào quán cà phê đèn mờ. Vào thì mình cứ ngồi nói chuyện với nhau thôi, thì cũng chưa có làm gì. Không hồi, cái một hồi sau mình mới hành động. Không sợ, không có kêu là ui ôi anh này sao anh ấy dê thế. Rồi về là cô ấy nhắn tin là cô ấy không bao giờ đi cùng mình nữa. Cô ấy sợ, lúc ấy mình buồn. Suốt ngày uống cà phê thôi. Có lần mình đi uống cà phê ấy, thì nói chung là cà phê không được lành mạnh lắm. Cô ấy đi ngang qua lại nhìn thấy mình chui vào trong cái quán đấy. Cô ấy càng ghét mình nữa, ấn tượng thì cũng ghét. Cũng không có thiện cảm với mình. Đã hết rồi. Anh kể lo quá trời lo luôn. Rồi vị trí số 2. Ấn tượng ban đầu gặp bà xã ở quán cà phê. Mà cà phê trong sáng, cà phê bình thường thôi. Chứ không phải màu như bên kia đúng không? Không, không phải bên kia. Vô gặp đầu tiên thì là cái rất là ấn tượng. Ấn tượng sao anh? Ngực tấn công mong phòng thủ đấy. À, là mình rất là ấn tượng ngay luôn mà xinh đẹp nữa. Đó thì ấn tượng đầu tiên là như vậy. Vị trí số 3. Thực ra bà xã của mình á, là bạn gái của bạn của mình. Một lần tình cờ trong cái quán thịt chó á, sao mà mình nhìn qua cái bàn bên cạnh thì sao mà thấy bạn gái của thằng bạn uống quá là say. Hôm đó nói thật mình chỉ đưa cô ấy với góc độ là bạn bè thôi, giúp đỡ thôi. Và cô ấy ngồi đằng sau thì cô ấy ôm mình. Mình cũng rất là ngại nhưng mà mình cũng cố gắng chở cái người say xỉn về tới nhà. Cái tình yêu nảy nở hả? Bắt đầu nảy nở. Rồi, cảm ơn anh. Vị trí số 4. Cái ấn tượng ban đầu đối với vợ em á, thì nói chung là không có tình gì cả. Tại vì cái thời điểm đó thì vợ em đang còn nhỏ tuổi. Thì sau này gặp lại thì em cảm thấy nó, ủa con bé ngày nào mà sao giờ sinh thế. Sau một thời gian thì cũng tỏ tình trên điện thoại luôn. Đồng ý làm bạn gái xong rồi á, thì bắt đầu mình lúc đó mình mới gặp lại. Cái ấn tượng đầu tiên á, là vừa mới gặp mặt thôi, chưa có nói năng gì hết là mình đã hung cô ấy một cái. Vừa mới gặp mặt mà hung rồi, cô cho luôn anh hả? Dạ cho luôn, tại vì mình tỏ tình rồi. Dạ cái ấn tượng của tôi tới đó là hết rồi. Rồi, vị trí số 5. Mình thì gặp bạn gái mình ấn tượng nào thì cũng không có nhớ nó từ lâu rồi. Mà lúc đó là còn bạn gái, vợ mình còn nhỏ lắm. Nhỏ xíu à mà cũng nít lắm. Mình thì lúc đó không có thích lắm. Cái mà con bé này nó lóc chóc nó hỏi chuyện hoài là biết con bé này cũng thích mình. Mà thôi mình cũng không quan tâm, cứ xua xua đi thôi. Thì lúc đó bắt đầu thấy thích để ý. Được cái có trời cho là cô bé này thì học toán dốt á. Mà đang đi thi đại học nữa chứ. Thì lúc đó mình mới làm gia sư dạy kèm. Thì dĩ nhiên gia sư với học trò mà, thì nó dễ phát triển cái tình cảm hơn. Rồi bắt đầu yêu nhau. Rồi sau một thời gian già rồi lấy nhau. Rồi tới giờ luôn. Đấy, hai đội chơi chú ý nha. Chúng ta tìm ra những cái ý tưởng tương đồng giữa hai vợ chồng nãy giờ mỗi người kể với nhau. Bây giờ thì tôi sẽ cho các bạn thêm một cơ hội nữa. Đó là những kỷ niệm đáng nhớ khi mà họ yêu nhau. Không, vị trí A. Dạ, kỷ niệm đáng nhớ nhất á là anh rủ đi ăn. Em ăn xong, cái tự nhiên cái cha nội cũng trời trời nha. Chở em đi vô một bãi đất trống. Cái ca này cũng có ý đồ. Đúng em rồi. Em cũng sợ, em nói em chạy xuống đó. Ông nói không, anh không có, anh đàng hoàng lắm, không có đâu. Anh mới nói thôi dừng xe ở đây, hai đứa nói chuyện. Đứng đầu nói năm câu bảy sợ con đó, cho anh hôn một cái làm kỷ niệm. Vậy mà nói không có ý đồ, bởi vậy anh này ghê thiệt. Cái em nói làm kỷ niệm gì cha nội. Xong cái một chập cái thái trống thiệt tình. Rồi cái cho tôi hôn một cái, hôn bên má nè. Mà trời cũng không thương nha. Cái tự nhiên chó đâu chạy ra xuống quá trời. Chó là thường thủ kẻ gian không đó em. Tức mà không cho anh làm ăn gì trơn á. Cái anh mới đuổi con chó, anh đuổi cũng không đi. Anh dùng bạo lực lấy đá ném chó, anh đi kiếm cây rồi trời quá trời. Chó đâu có chịu đi. Cái thôi anh đành ngậm ngùi thua cuộc đi về. Câu chuyện quá sức ấn tượng. Chó này ác ghê luôn á. Chỗ người ta mần ăn mà nó chen. Thôi, vị trí B. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của hai vợ chồng em là thế còn yêu nhau thì đang đi đường, thế thì tự nhiên anh đặt tay lên đùi em, mà khi đó em lại mặc quần ngắn, thì em mới kêu là anh làm gì kỳ quá. Xong anh mới kêu là anh mọi tay anh bỏ xuống chứ anh không có ý gì đâu. Thế là đến khi đấy là về nhà thì em mới nhắn tin là thôi mình có quen nhau nữa. Mới quen nhau mà anh này kia thấy em sợ quá. Cái kỷ niệm đáng nhớ là đặt tay trên đùi đó hả? Dạ đúng rồi, vì khi đấy là em đặt tay vậy thôi hả? Nhưng em ở quê lên thì em rất là sợ. Đặt lên có làm gì không, để y nguyên hay là có?
Thì anh để như này em sợ. Có ý gì đó. Tự nhiên quen bạn gái đặt tay lên đùi được cái gì? Thích thích. Theo anh thích. Được cái gì? Không được gì đâu. Trời ơi, đừng có hỏi. Anh lên anh đâu có rõ lên đùi đâu. Tôi để lên đùi thôi cho anh thấy mát mát vậy thôi chứ được gì đâu. Anh thấy sao? Em là thấy có hơi có điện á. Điện nó chạy dữ lắm anh ơi. Rồi, vị trí C. Cái kỷ niệm mà đáng nhớ nhất mà lúc em yêu chồng em á là chồng em ổng hay bị rách quần á. Anh dòm cái ông nào mặc tiếu tiếu đang cười gian gian là ông đó hay bị rách quần á anh. Tốt đẹp quá. Tốt đẹp quá. Coi nha, các bạn coi nha, cái gương mặt nào gian gian là hay rách quần lắm nha. Là lúc đó là hai vợ chồng em là lúc đó đang yêu nhau đi cầu Ánh Sao á anh, ở quận 7 á. Thì mình đi chơi thì khi mà đi rồi sau đó sẽ có trải cái thảm á anh để ngồi ăn giống như picnic á. Là lúc đó là em ngồi trước rồi, ổng đi mua đồ ăn. Ổng đi mua đồ ăn xong ổng quay lại. Ông chuẩn bị ổng đặt đồ ăn xuống thì tự nhiên mình nghe cái tẹt. Xong cái thấy ông đứng hoài luôn, ổng không ngồi xuống. Hỏi sao vậy anh? Nói anh bị rách quần. Xong cái lúc đó là em vui quá mà. Bộ em bị rách quần em vui quá em cười. Em vui sao? Em vui sao? Em vui sao coi. Anh bây kêu giờ... chồng em diễn tả lại. Anh bây giờ yêu cầu chồng cười làm sao anh? Không lẽ giờ kim ông tự xé quần. Em cười quá chừng luôn. Thành ra là mọi người xung quanh đó người ta để ý chồng em. Thành ra cái ổng quạo ổng cười. Đó, kỷ niệm đáng nhớ nhất là kỷ niệm đó luôn. Tới giờ mà cưới vợ rồi cũng lâu lâu cũng còn bị rách. Có ba cô đặc điểm rất là rõ nha. Cô thứ nhất là đặc điểm là hôn nhau bị chó à. Cô thứ hai là để tay trên đùi. Cô thứ ba là chồng rách quần cười quá trời. Đó, quý vị các bạn chú ý nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ có thời gian để truy vấn tất cả đối tượng mà các bạn nghi ngờ. Bây giờ ưu tiên rồi khách. Rồi vậy em hỏi trước. Dạ em hỏi chị mà có chồng hay rách quần á, là cái lần gần nhất mà là chồng chị rách quần là khi nào hả chị? Rách quần nhiều quá không nhớ anh ơi. Rách nhiều quá. Rách nhiều quá không nhớ đó. Nhiều khi giờ đang ngồi trễ là đang rách rồi đó. Lên kiểm tra thử coi có ông nào bị hé hé không nè. Hỏi cái gì á mà để chúng ta phán đoán được là cặp vợ chồng, thì hỏi rách quần sao phán đoán được? Bởi vậy không có vợ nó khó vậy đó. Bây giờ đội đội chủ nhà mình làm gương trước đi. Anh Vũ Tài. Dạ có em chị. Dạ anh đứng lên đi, anh đứng lên đi được không? Anh đứng được không? Không nó dướng. Vậy là anh rách quần hả? Gồng từ nãy giờ chị. Thí dụ bây giờ anh đang ngồi đó đó mà anh bị rách quần thì anh cười sao? Anh cười em coi coi. Cười cười hả? Tại vì anh làm đi, anh đừng nói vậy, anh bị rách quần rồi đó. Cười không nổi. Cười đại đi anh ơi, cười đại đi. Cho mình hỏi cô dâu ở vị trí A ha. Dạ. Cái lúc mà bạn xỉn á, dạ, mà bạn ngồi đằng sau mà bạn dạ, ôm cái người mà chở bạn về đó, thì trong lúc đó là bạn có trong đầu bạn có biết gì không? Có biết cảm giác đó, cảm giác riêng của em mà chị hỏi ngẩn chết rồi. Bởi vậy chị mới hỏi cảm giác riêng của em đó. Từ nãy riêng... giờ mấy cái riêng em nói hết luôn rồi. Tự nhiên cái lúc đó phê không phê sao mình biết đúng không? Mai mốt á ngẩn chết rồi. À, đừng rồi. Được rồi, được rồi. Mẹ cho em hỏi chị cô dâu Trúc Vi nha. Chủ đề của chị có cận không? Cận hay không em không biết, nhưng mà bình thường không đeo mắt kiến. Bữa nay mấy ảnh ngụy trang hết rồi, bốn anh đeo mắt kiến lẫn cưng ơi. Khó ta. Có chứ, khó mới mời em tới chứ. Tại vì lúc mà nói về cái chuyện rách quần em thấy biểu hiện của năm anh thì cái anh số 5 là có vẻ mắc cỡ nhất. À dạ. Yeah. Có vẻ đúng chuyện của mình sao nhột nhột, em thấy hay cúi xuống cười cười tùm tìm. Hỏi anh số 3 đi. Cái kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh khi mà yêu nhau với lại vợ của mình là sao? Cái kỷ niệm đáng nhớ nhất đó là một lần hai đứa xem tivi truyền hình cuộc thi Hoa hậu một phần áo tắm á. Thì mình xích xoa mình khen mấy cái cô trong đó đó. Đẹp hơn vợ mình. Và bạn gái mình lao vô thọc nát mình. Mà thọc nát rất là đau. Đó là con nhẹ đó nha anh. Ai thấy cái đẹp chả không khen không thích. Vợ mình vẫn khen người ta, tao không ghen mới lạ. Và lao vô là đánh túi bụi luôn. Anh gặp em là em lấy chút cào anh luôn. Mới đang yêu nhau mà tự nhiên hai người nằm xem tivi chung. Không có cái ghế, ngồi trên ghế chứ đâu có nằm đâu như Linh ơi. À ngồi trên ghế hả? Dạ. Nghi nghi. Là lối về nhà nhau rồi à? Hả? Về nhà nhau rồi à? Thì đến nhà nhau chơi bình thường. Chúng ta sẽ phân tích để xem vòng 1 các bạn sẽ chọn cặp đôi nào là cặp đôi thật và có đặt cược hay không. Thôi chủ nhà, em ưu tiên cho khách mời ạ. Quý vị về vấn đề chúng ta có đặt cược hay không? Dạ không. Không đặt cược. Dạ không đặt cược. Đội chủ nhà có đặt cược không?
Thôi từ từ đi. Tại vì căn bản là bên chủ nhà là gần như là họ đã có kinh nghiệm rồi, tụi em chưa có kinh nghiệm cho nên là em vẫn không thể nào mạo hiểm được. Em vẫn còn đang trong nghi vấn á. Tìm hiểu đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi như vậy là kết thúc vòng 1, hai đội vẫn đang giấu với nhau, chưa ai muốn lộ thông tin gì cả. Chúng ta sẽ tạm nghỉ giải lao trong vài phút để tiếp tục đến với vòng 2 của Gương Mặt Phu Thê. Chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với vòng 2 của Gương Mặt Phu Thê. Ở vòng 1 thì các cô dâu, các chú rể đã chia sẻ tất cả câu chuyện của họ rồi. Và các bạn cũng đã mang máng được đâu là vợ chồng thật với nhau rồi. Bây giờ các cô dâu sẽ nói về tật xấu của các ông chồng của họ. Đây là đặc điểm có thể dễ nhận dạng nhất. Bởi vì khi mà người vợ nói xấu người chồng á, gương mặt khó chịu lắm. Nhớ nha, Ngọc Trai với Mai Hồ. Nào, bây giờ thời gian chia sẻ tật xấu của chồng mình. Bắt đầu vị trí A. Dạ, tật xấu của chồng em á, thứ nhất là mê gái này. Những mặt hiền vậy chứ mê gái dữ lắm. Mê á hả, đi xe ngoài đường, ví dụ như đang chở em đi ha, thấy cô nào mà mặc áo mà hở chút xíu thôi nha, thấy em ơi cô nói xấu hở dữ vậy, đùi áo mà xuông xuông một chút á, trời ơi ước kỳ vợ mình có đùi vậy trời ơi. Em nói mất đi này nữa, não luôn á. Là tật xấu thứ hai của chồng em á là sạch sẽ quá, mất đi mất cho phép luôn. Đến nỗi mà ví dụ hai chồng ăn cơm ha, cái em đi rửa chén, em đi rửa chén, ảnh ở trên này anh lau nhà, cái anh lau nhà kính xuống vậy trời, em cái chén sao thấy còn mở mở, cái em đi mất. Dạ sao ông xuống ông rửa chén đi, kêu tôi rửa chén làm chi, ông nói chứ tôi lau nhà rồi, ông giỏi ông làm đi, sạch đi ra ngoài đường ở. Đây là tật nữa, tật đây là không thể nào mà chấp nhận được là pizza, đi đánh pizza ha, đi đánh pizza là thâu rầu luôn á, ai mà rủ một hai sáng là hả, lén lén cài cửa đi nha, xong khóa cửa ngoài lại nha. Em cũng không biết nha, có nhiều lúc á em suy nghĩ á, có khi nào ông mê gái của ông vô mấy chỗ pizza không trời. Cuối cùng là đi là không biết đi thuộc pizza hay là đi mê gái. Thì ông nói ông thuộc pizza thì em biết ông đi thuộc pizza thôi chứ không biết cái thuộc gì trời. Kiểm chứng. Ông khóa cửa ngoài mà, em mới nói từ đầu vậy. Phải lén lén không? Lén lén đi xong khóa cửa ngoài lại, hai mẹ con ngủ ở trong nhà rồi sao? Vậy nguy hiểm lắm nha, nhốt vợ trong nhà không được đâu á. Lỡ có chuyện gì thì sao, cái đó là sai. Rồi. Tật xấu của ông xã vị trí B. Dạ, ông xã của em là có cái tật là mê game mà tối là về là vợ thì thích chồng ôm để ngủ, chồng thì mê game tới 1-2 giờ á, kêu em đi không, em kêu là thế giờ ôm game mà còn hơn ôm vợ đúng không? Thế anh mới kêu là thế em cứ ngủ đi, anh chơi game mà sáng mai anh ôm bù. Thế em điên quá, ném cái máy vào trong bức tường á, thế là nó bị, thế là hết chơi, thế là cũng điên á, còn nói này kia xong mà nhằng nhằng, thế là bỏ đi lên trên phòng con trai á, không chịu ngủ với em. Rồi có cái tật thứ hai là nóng tính, hay ném đồ lung tung, mà được cái là kiềm chế không bao giờ đánh vợ, nhưng hay lấy đầu mình á ấy vô tường á, để cho tự làm mình đau chứ không làm vợ đau. Trời ơi, ai mà bạo lực vậy? Đây anh này nè chị. Trời ơi. Trông hiền vậy chứ bạo lực dữ lắm. Giờ cái đầu có vấn đề gì không? Có cái xèo đó chị, nhưng mà kiểm chứng là vẫn còn cái xèo á. Cái tật hả? Xấu này là mê gái. Cứ ra đường mà cứ thấy gái mà vòng trên hở, vòng dưới hở là cứ nhìn. Thế là em điên, em nhéo, thế là cứ kêu là thì cho nhìn tí, vợ anh vẫn là nhất, nên lắm. Dê yeah, nhưng vẫn nên. Em nghĩ là con trai ai chả mê gái. Đúng rồi, chắc tật xấu hết của các anh luôn. Ví dụ như là mình đây mình hỏi anh Kiều Anh Tuấn thử coi, bây giờ con trai có ai mà không mê cái đẹp không? Đúng. Gái đẹp. Không, mà anh Kiều Anh Tuấn là không mê cái đẹp, tại vì anh đâu có bạn gái đâu, có con chó à. Bạn gái mà đây không có, nhưng mà chó phải có một con. Cái tật xấu của chồng chị C, vị trí C thế nào? Chồng em thì tật xấu là gói gọn trong 3 chữ T. Thứ nhất là tắm, thứ hai là tóc, thứ ba là tố. Tố? Tố, tố cáo anh. À. Hay mình gọi là, dân gian mình gọi là hay mét á. Không có tắm hả? Dạ có tắm, nhưng mà hôm nào mà đi làm về trễ nè, thứ nhất nè. Thứ hai đi nhậu, về là không tắm. Ôi, không tắm hả? Là em không cho ngủ chung. Nên thành ra là... Nhậu về tắm bị bệnh sao? Có một cái vấn đề như thế này là... Hôm đó là em đi ra ngoài sân thì thấy chồng em ở trong toilet. Em hỏi ra hỏi là anh tắm chưa, tắm xong mới được đi ngủ với em. Thì ông nói tắm rồi, mình lên cho ngủ chung. Sáng mai dậy thấy lục đục trong nhà tắm ra cái đầu ướt nhèm. Hỏi sao, ủa bình thường anh đâu có tắm sáng đâu, sao giờ anh tắm sáng vậy? Tại tối qua anh không có tắm, mà nếu không tắm là em không cho ngủ chung. Đó là cái tật thứ nhất là không chịu tắm khi đi đâu về. Cái tật thứ hai là tóc. Là rất là có thù với ông thợ cắt tóc. Thù hằng vĩnh viễn luôn, mãi mãi luôn á, nó không bao giờ chịu đi cắt tóc. Thành ra là em mới nói là thôi anh cạo trọc đầu đi, giờ tóc ít nữa thì khỏi phải nhắc, khỏi phải lào bào nữa. Ôi nghe đúng cười hay sao trời. Vừa tiết kiệm được nước mà vừa tiết kiệm được xà bông nữa. Đó là cái vụ thu. Cái vụ mà tố. Tố là hay mét, tức nghĩa là
thí dụ em có giận dỗi hay sai gì đó thì không nói đâu. Điện thoại về mét mẹ, giống như là mẹ em gửi chồng em là gửi nhà trẻ vậy đó, mới là mét mẹ em không mà, chứ không có nói em, để cho mẹ em la mà chồng em không có la. Chơi gì cũng cao tay ấn đó chứ. Cái này ba cô dâu cứ nói xấu chồng mình quá thì không được. Bây giờ anh chồng làm sao phải biện minh lại coi làm sao chứ. Vậy không được rồi. Anh số 1, bây giờ mình bắt đầu biện minh đi. Nói chung là vợ thì cũng hay nói xấu chồng này kia kia nọ. Nói thì ai chả có tính xấu. Xấu phải sửa gì anh? Thì anh có tốt rồi mà biểu em nó xấu anh. Thật xấu của mình thì có nhiều lắm. Không bỏ được hả? Cái này mình khó bỏ, nhiều khi thì nó thành thói quen rồi anh ạ. Không chắc bỏ vợ được chứ không bỏ tật xấu được đâu anh. Mà chắc cái nào cũng hơi căng thế. Vợ ơi, có tật xấu gì không? Hay càm nhàm nói nhiều. Hay là mình làm cái gì cứ nói đi nói lại nhức đầu lắm. Mình đi chơi làm cái gì là lúc nào cũng gọi điện thoại. Anh hỏi mấy chị với này coi con gái ai mà không nói nhiều không? Không nói nhiều rồi coi xem lại giới tính anh ơi. Kia bực mình lắm anh ạ. Nhưng mà cái đặc điểm mà không tắm buổi tối á, mấy ông đàn ông á, mình thấy có một đặc điểm đó là nhậu vô miếng bắt đầu về mệt. Mệt rồi nhiều khi về cái chui vô phòng cô mấy máy lạnh, cái nó lạnh lạnh cái tự dừng cái nằm viếng tắm. Cái gồng cái sáng luôn, rồi sáng thì đi làm thì phải tắm thôi. Nhưng mà lâu lâu thì có lỡ bữa hai bữa, nhưng mà nhiều khi mang ra phim trường đây kể thì nói chung cũng hơi mất mặt. Dơ quá ai chịu được. Sao anh số 2, anh thấy thì sao? Tắm thì người đàn ông khi mà nhậu về á, nó mệt đó, lười tắm. Cái đó thì cũng lâu lâu thôi chứ không phải là thường xuyên. Thực sự ra gì nè, vợ á có những cái đặc điểm là hung dữ, bạo lực gia đình. Mỗi lần nhậu về á là đánh nguội, nằm chút xíu thôi là bắt đầu là chuẩn bị là bị đánh rồi. Đó là một những cái là mà tật xấu của vợ mà mình nói ra trong chương trình này để làm gì đấy. Để vợ sẽ bỏ cái tật đó đi, bỏ nhậu thì từ từ. Chứ người có người kiếm, người vợ dạy không ra đâu, được vợ dạy là tốt. Nhớ nha. Em đồng ý quan điểm với chị xem. Dễ sợ luôn á. Bây giờ số 5 anh có gì biện minh với các cô vợ ở đây không? Thì người nam mà nếu mà thấy người phụ nữ đẹp mà không nhìn thì phải coi lại giới tính mới được. Thí dụ em nhìn chị Cát Phượng nè. Cát Tường. Nãy giờ em nhìn hoài chắc hồi về là cự rồi đó. Không sao đâu, anh tại ngồi đây đâu thấy trên đâu biết anh nhìn ai. Rồi anh vị trí số 4. Em cũng đồng ý với quan điểm của anh số 5. Còn em nghĩ là cái vấn đề mà đánh bi nha thì cái chuyện đó là bình thường thôi anh. Bởi vì hiện nay là cũng có cái tổ chức cái giải thể thao bi nha cho toàn thế giới, vô địch thế giới. Thì chồng nó giải trí rồi rèn luyện thể lực thôi, đâu có gì không, đâu. Nhiều khi là lợi dụng cái chuyện bi da nhưng mà đi cái khác. Em lại anh, 5 giờ anh tan sở ra anh lo anh đi đánh đi, 6 giờ anh về anh ăn cơm. Ai mà đi đánh bi da 1-2 sáng mà ông nội nào của anh kêu mà giữ ác dữ vậy anh. Đúng rồi. Bây giờ thật sự nếu mà cãi nhau thế này thì các bạn khó đoán lắm. Các bạn phải đặt câu hỏi truy vấn, chúng ta hỏi thế nào. Thường thì các ông chồng mà có vợ ngồi đây á, ít có dám nói gọi là thẳng với vợ lắm, hoặc là những cô vợ có chồng ngồi đây cũng ít có dám nói thẳng lắm. Các bạn chú ý đặc điểm đó nha. Cứ thế mà đặt câu hỏi đi truy vấn. Bây giờ chúng ta sẽ có thời gian tiếp tục truy vấn. Mỗi đội sẽ hỏi khoảng 2 câu. Cho mình hỏi chú rể ở vị trí thứ 3 nè. Khi mà anh đám cưới với vợ anh á thì anh có mời người bạn thân anh đi đám cưới không? Và anh đó có tới dự không? Lúc đó cái người bạn thân ở rất là xa, không có báo. Chơi kỳ vậy. Không, đó cũng là một vấn đề tế nhị cho cả ba. Thôi mình để cái sự việc cho nó êm đẹp trong ngày cưới. Không, mà em nghĩ lỡ tới hát bài vợ người ta chắc chết quá. Còn câu hỏi nào nữa không? Anh Quang Thắng nè, anh thích cái điểm nào ở vợ mình? Em nghĩ là em thích nghe vợ đảm đang. Anh có con chưa? Dạ chưa. Dạ chưa được đâu. Có sao loạn óc vậy? Đội khách. Cho em xin phép hỏi anh vị trí số 3. Cái điều gì mà bà xã ở nhà của anh hay cằn nhằn về anh nhiều nhất? Thực ra có hai cái vấn đề chính. Một là đi nhậu về khuya. Hai là xem TV hay khen gái đẹp. Dạ vâng, cảm ơn anh. Cho em hỏi anh Quang Thắng nha. Anh có chơi game không? Có chơi game. Là game mobile hay là game trên vi tính anh? Game này là chủ yếu trên mình chơi trên Facebook á. Anh có nghiện game không anh? Không nghiện. Khi nào mình rảnh thì mình chơi thôi. Còn hỏi gì nữa không? Cho em hỏi anh Vũ Tài, sở thích của anh là gì ạ? Thể thao với lại giao lưu với bạn bè qua một hai ly bia. Thể thao là gì anh? Môn gì ạ? Có nhiều loại như là bia. Dạ, em cảm ơn anh. Cho em hỏi cái anh số 5 á. Mỗi khi mà hai vợ chồng anh cái lộn á, anh làm gì? Nghe vợ nói thôi mà nếu quá thì chịu không nổi là bỏ đi ra ngoài hay là lên phòng gì đó. Tại vì cãi không lợi. Có khi nào quýnh lộn không anh? Chỉ có vợ nhà lại nhéo mình hay là gì thôi, mình né ra chỗ khác rồi đi thôi. Chà, cái này các bạn có cảm giác được điều gì chưa? Mơ hồ quá anh. Mơ hồ quá, bây giờ tôi thử một cái nha. Vị trí C.
Chồng bạn hát hay không? Hát hay như ca sĩ mà chỉ hát nhép thôi. Hát nhép thôi, tức là hát thử đúng không? Dạ. Chồng bạn hát hay hay dở? Chồng em hát dở lắm, không hay hát. Hát dở, không hay hát. Vị trí ăn. Chồng em hát hay lắm, hay như anh Quyền Linh vậy đó. Tại chưa bao giờ anh hát á. Rồi, bây giờ các bạn đã nghe ba cô nói rồi đúng không? Bây giờ mỗi anh hát thử một câu xem sao nha. Không, nếu như mà là chị cô dâu A đã nói vậy rồi thì anh Quyền Linh phải hát trước. Tại vì em mới biết được là tụi em phải biết được là cái mức như thế nào em mới được có dễ thôi. Phận làm con gái chưa một lần yêu ai. Em hát kỳ quá. Hát vậy hả em? Ủa hát vậy đó. Hát vậy đó. Vậy thôi anh, vậy bao nhiêu đủ mê được rồi. Ủa vậy là chị nghĩ anh Quyền Linh hát như vậy là hay rồi đó hả? Hay rồi đó, theo em là hay rồi đó. Chị nên coi lại cái mức chuẩn của mình nha. Dễ dãi quá. Giờ bắt đầu chúng ta so sánh thử xem giọng hát của các ông xã của cô dâu thế nào nào. Mời vị trí số 1. Anh nghèo nhưng chẳng nhận kim cương, tặng em theo sinh lễ tơ hồng. Rồi, giống anh Quyền Linh quá. Giống quá. Vị trí số 2. Phận làm con gái chưa một lần yêu ai. Như anh Quyền Linh luôn. Luyến dữ hơn anh Linh luôn. Chơi lại tiếp đi, thêm nha, Tiếp đi Đăng, được câu thôi. Câu hả rồi, vị trí số 3. Người yêu ơi, dù mai này cách xa, mai mai diệu kỳ là tình yêu chúng ta. Này hay hơn anh Quyền Linh rồi. Oh, hay à. Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em. Vị trí số 4. Phận làm con gái chưa một lần yêu ai. Là hết rồi. Mẹ ơi, anh làm mẫu người gì mà ngắn quá, làm ai cũng hát hết trước. Rồi, chị nghe vị trí số 5 hát nè, bắt đầu. Miền đất phương Nam, trời cao mây trắng, xuôi dòng Cũ Long Giang. Bây giờ là đội của Ngọc Trai với lại Mai Hồ, bạn nghi ngờ hai cặp đôi nào? Theo như những gì mà là em với là chị Mai Hồ suy nghĩ á, thì em thấy cái cách nói chuyện á của cô dâu C rất là tương đồng với lại chú rể số 3, cũng có thể là số 2, tại vì là em đang lăng tăng ở giữa hai số, và số 2 và số 3 thôi. Vậy thì cộng lại đi. Dạ số 5. Cộng lại ra số 5 đi. Không, cái này là mình đã phân tích từng số mà, chứ đâu có cộng. Để phân tích tiếp đi. Vị trí số 4 thì theo em nghĩ là chắc là khó, tại vì là căn bản là theo những gì mà anh chia sẻ cũng như là cái thái độ của anh khi mà chia sẻ luôn á, anh là một người khá là trầm tính. Biết đâu anh có vợ ngồi đây không dám nói hay sao? Không, em nghĩ là với cái cá tính của một người vợ như vậy thì là chắc chắn cái tính của ông chồng cũng phải là tương đồng với nhau. Thì cặp đôi đầu tiên mà nghi ngờ là vị trí C và 2-3 đúng không? Dạ đúng rồi. Cặp thứ hai. Em nghĩ cô dâu A là chủ đề có đây, tại vì nói luôn cho đội khách là hãy cẩn thận, tại vì á 8 người đây á là bậc thầy diễn xuất nha. Nghe coi chừng bị ấy đó. Dễ sợ lắm. Nhưng đó. Mà là... Em nghĩ A với lại anh số 2, tại vì bia. Chị A nãy phàn nàn là chồng chị là người chơi bia suốt ngày hay về khuya, mà nãy em hỏi anh số 2 thì anh nói là sở thích của anh là bia. Bốn cha ở trên đây không nói ra chứ chưa chắc chị cho nào không cho bia chị. Đàn ông nào cũng thích hết trơn á. Không, thực sự là cô dâu mà nói mạnh miệng chưa chắc có chồng ở đây nha. Đấy. Em thấy đâu có gì đâu, đã lên đây là có cái gì nói toạc ra cho rộng. Đội chủ nhà, chúng ta thử tiên đoán và phân tích thế nào. Tạm thời đến giây phút này thì Cát Tường với Kiều Minh Tuấn bàn luận đó, mình nghĩ cô dâu ở vị trí A đó có thể chồng của cổ là anh ở vị trí số 3 hoặc số 4. Tại sao? Thì nãy giờ qua những cái tình huống đưa ra đó thì cái cô dâu số 3 là cổ chồng cổ là hay đi chơi khuya, hay mê gái, mà thấy cái anh số 3 anh cũng mê gái dữ lắm. Mà cái kiểu cách nói á, kiểu mà hay chọc gái á là số 3 rất là nhiều. Mà cái anh số 4 đó thì thật sự là cái gương mặt của ảnh với của cô số 3, cái cô A này mình thấy từ đầu đến cuối mình vẫn thấy rất rất là có nhiều điểm giống nhau về cái tướng số á. Giống đúng nhau đó chị, em thấy cũng đúng á. Nhân tướng chị, nhân tướng về tướng số. Thì thôi lộ mình cũng sửa lưng nữa. Còn cái cặp thứ hai đó, cô dâu B thì em nghĩ chắc chồng cô không có ở đây. Thì á, cổ nói á, là chồng của cổ lớn hơn cổ một con giáp. Mà ở trong năm người này á, cái người mà lớn hơn cổ một con giáp á, chỉ là cái có cái anh số 3 thôi. Anh số 3 lớn hơn cổ một con giáp. Nhưng mà nhìn cái những cái gì mà biểu hiện từ nãy giờ thì anh với cô này, hai người này không phải một cặp.
cho nên là em loại trừ cô dâu B. Hai người kia có thể lớn hơn con giáp không? Tới lớn hơn có 10 tuổi, 11 tuổi à. Còn rồi, cái cô C là cái cô mà bạn Kiều Minh Tuấn rất là thích. Cô C thì đầu tiên á thì là em với lại chị Cát Tường á là thống nhất á là anh chú rể số 5. Tại vì đồng quan điểm với lại Ngọc Trai với đoạn lại quần đó, phải Mai Hồ á, là cái đoạn rách quần á, thì bốn anh rất là bình thường. Chỉ riêng cái anh số 5 á, anh nhóm nhóm. Và từ lúc đó là anh bỏ thẳng cái tay anh xuống đây luôn. Anh sụi luôn á, anh sụi bỏ thẳng xuống đây luôn. Nhưng lại nhìn thấy cái cô dâu C á có cái điểm tương đồng với lại chú rể số 2, em đang phân vân. Tại vì á, cô dâu C cổ nói là cổ rất là hoan nghênh cho cái câu hồi nãy là phải dạy chồng á. Chồng mà may mắn lắm mới được lấy người phụ vợ phụ nữ mà về dạy chồng. Mà trong khi cái anh số 2 á, thì anh cũng đã bị vợ anh quýnh te tua hoặc là quýnh nguội. Cho nên mình thấy nó có một cái điểm gì đó nó hơi khớp khớp. Cho nên là cũng đang hoang mang giữa cô C và anh số 2 hoặc anh số 5. Các bạn chỉ nghe nói mà các bạn chưa nhìn thấy những hành động ánh mắt. Tôi thấy nãy giờ nhìn nói chuyện với nhau á, dưới đây cô dâu không nhìn thấy những anh trên kia. Như là kia các anh thấy cô rất là rõ. Rồi khi nói chuyện á, các bạn thấy những ánh mắt luôn luôn hướng về vợ của mình. Tôi thấy hình như là vị trí số 4 và vị trí C này nữa. Cái đó thì em không có đồng quan điểm với anh. Tại vì mỗi lần nói chuyện á, đều hướng mắt về anh không à. Ông Leo, hồi nãy anh Kiều Minh Tuấn cũng đã nói rồi, trên đây là đa phần á, là có thể là người ta thật, mà có thể người ta diễn xuất nữa. Ủa? Như vậy thì bạn phải nhìn ánh mắt. Ánh mắt không thể nào giấu được. Có hai vấn đề mà tôi bây giờ tôi ngồi đây để ý rất là kỹ. Đó là vị trí số 1, bạn nói bạn cứ liếc về phía này thôi, bạn không có nhìn cô dâu ở vị trí A. Lương ai kế? Lương anh đúng không? Vị trí số 2 là nhìn ở giữa với bên kia. Còn vị trí số 4, vị trí số 5 là nhìn xuống đây. Đó, tôi để ý vậy thôi. Không tùy các bạn nha. Anh phe nào anh đừng đánh lạc hướng nữa. Anh bây giờ em hỏi thì anh phe hết trơn rồi. Không có lạc hướng rồi. Bây giờ chúng ta kết thúc vòng 2, các bạn có đặt cược không? Đặt đi chứ giờ mình là không đặt cho vui. Đặt cho vui. Không lẽ giờ người lớn chơi mình không chơi đúng không? Mình cũng phải chơi thôi. Như vậy là hai đội đã đặt cược. Tôi xin hỏi đội của Ngọc Trai với Mai Hồ, bạn đặt cược cặp nào? 1, 2, 3. Nói bố lũng củng rồi. Thôi đi. Chị tính vào khả năng của mình đi. Chị tính vào đi chứ chị đừng có tính em. Lại đi. Mai Hồ chứ đừng mơ hồ nha. Thì bây giờ vậy nè, em nghĩ á là cô dâu C với lại chú rể số 2 á. Em nghĩ là như vậy đó. Nhiều điểm tương đồng ha. Đúng rồi, nhiều điểm tương đồng. Cũng có. Em là C2, C với lại số 2. Hai người, tại vì chị cũng phân vân 2 và 3 thôi à. Chắc không? Ừ, theo số đó. Coi chừng 3 đó, anh nói thiệt, bây giờ em tập trung vô. Em đừng lên Tuấn. Em không hỏi anh. Cái này giúp đỡ. Em không hỏi anh, được rồi. Em sao? Phải tập trung vô. Ai Hồ, hồi đầu chị nghe em nói là C với 5 mà. Chính em phân tích ra lúc cái quần. Tại vì lúc đầu đánh quần là anh kia anh nhóm nhóm. Sao giờ em đổi ý rồi? Dạ, nhưng mà sau một hồi dòng đời đưa đầy, em lại chọn 2, 3. Rồi. Bây giờ quyết định. Thôi bây giờ theo số đông đi ha. Chị với em đều là chọn. Anh là chọn 3 đó. Anh chọn bên đội anh đi. Nói gì? Rồi sao? C2 đi em. C2 đúng không? Ừ. C2. C2. Ok, C2. Đặt cược C2. Chủ nhà đặt cược đội. Nói chung là chị em mình cũng nãy lỡ nói rồi, người ta đặt C2, người ta dành của mình, không lẽ mình sao được, mình phải đúng đặt rồi. Khác chứ. Mình đặt đúng B4 không? Đi. Sao vậy? Hồi nãy chị em mới thống nhất mình loại cô B rồi, bây giờ em đặt B4 là sao? Em thích như vậy. Em cứ chơi ngẳng ngẳng đúng không? Phải làm cho mọi người loạn tưng, chơi. Tưng quá mù nữa. Ừ. Bây giờ đặt cái gì nói đi. Lẹ đi trời. Thì bây giờ hồi nãy mình nói cô C là với anh 2 hoặc anh 3. Bây giờ đội kia người ta nói là C2 rồi. Bây giờ một là mình C3, còn không thì mình quay lại cô A đi. A ba, vậy thì ta đã có sự đặt cược của hai đội. Bây giờ đặt cược xong hết rồi, giờ đến lượt anh Linh. Anh á là anh nghi ngờ cái vị trí số 4 và C. 4 là C á? 4 C. Vì sao hả? Cái cô gì giữa nè, vị trí B thì 1 2 nào đó. Anh là nghi ngờ thế thôi. Không, thế anh nói là không đơn giản. Rối quá. Càng nói là càng rối á. Anh nghi ngờ vậy thôi. Còn chúng ta có quyền nghi ngờ. Có quyền nghi ngờ. Dạ. Như vậy là trải qua các vòng chơi, hai đội đặt cược thưa quý vị, nhưng vẫn chưa ai quyết định điều gì cả. Chúng ta sẽ đến lượt thứ ba. Mốc quan trọng là các bạn sẽ được chỉ định để hành động cụ thể, thể hiện tình cảm để các đội chơi có thể đưa các bạn đến đáp án.
Rồi, chúng ta tạm nghỉ giải lao trong vài phút, chúng tôi sẽ quay trở lại thưa quý vị. Chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với vòng 3 của Gương Mặt Phu Thê. Ở vòng 3 này, các bà đội sẽ có thể chỉ định để cá nhân từng người thể hiện tình cảm của mình đối với đối phương của mình nào mà các bạn nghi ngờ, để xem ánh mắt có thật hay không, hành động có thật hay không. Nhưng mà cho em hỏi là hành động là mình có hạn chế hành động hay không? Hạn chế, không được bắt người ta ôm hôn, bởi vì chưa chắc người ta là vợ chồng với nhau. À, có thể nắm tay được, có thể đánh nhau được. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Đội chủ nhà mời một cặp. Thì bây giờ là cô C đó, bên kia chọn C2 là mất hết chú rể của mình rồi. Nhưng mà cái đó có kết quả của người ta, kệ người ta. Không, bây giờ mình thấy cái mặt anh số 1 thấy ghét quá kìa, kìa quýnh ảnh đi. Anh số 1 xuống chơi. Nãy giờ anh ngồi anh mất tập trung nhất luôn đó nha. Tôi nhìn anh kỹ lắm rồi đó. Không có tập trung vô vợ mình gì hết trơn, trời à. Có vợ đây đâu mà tập trung. Đó. Giờ ba cô này anh thích chọn cô nào? Bên chị hay bên nhìn mấy cổ kìa. Nhìn chị cách tồn tại luôn á. Bây giờ anh đi tới đứng cạnh cô C. Coi như là bây giờ là anh đi nhậu về trễ, cổ đang ngủ. Anh vô anh khều khều cổ: em ơi xích vô cho anh nằm với cái cổ quýnh anh. Đó, nhiều đó thôi. Bình thường quýnh chồng sao quýnh y vậy, không có nương tay trên sân khấu nha. Vợ đang ngủ say, chồng về gọi vợ. Ủa sao chị cứ rút cái nách ảnh hoài vậy? Sao? Chị đánh cho mà mửa phải không? Được rồi. Thôi được rồi, rồi. Đâu có gì đâu mà đánh. Đánh phải không anh? Chị em đánh phải không? Đánh cái thôi. Đánh phải không? Đưa cái mặt đây. Mình nhẹ nhẹ thôi. Đưa cái mặt đây. Còn xuống xíu. Cầm xuống. Cầm xuống xíu. Thì cái né nha. Một. Hai. Ê, bỏ tới trước. Thì sợ. Ba. Tự nhiên vô đây làm chi để bị quánh trời. Được, được chứ chị. Con cần cần đánh thêm cái không? Đâu. Chị có đánh lại cổ không? Không. Được rồi, cảm ơn anh. Anh rất là men. Cặp này không phải vợ chồng. Từ trường hợp mà chồng Cát Tường, mà Tường ngồi đó với chồng cái đó ha, là nhân cơ gọi này là bóp. Chương trình biểu quýnh nha, em có tự động mà. Nhưng cổ quýnh cổ e dè, tại sợ quýnh lộn chồng người khác. Mà cái anh này cũng phải chồng của hai cô này luôn mà đó. Đứng vậy nè. Trời ơi, cổ làm bộ thôi. Tại vì cổ biết sao cái cổ cứ vậy hoài. Anh số 1 bị đánh thì các bạn có thấy những cái người kế bên họ phản ứng thế nào không? Có, em dạ có thấy. Tại vì tôi thấy đó. Tại vì thấy sao? Cô dâu A là cô dâu B rất là bình thản. Chắc chắn anh này không phải là chồng của hai cô này rồi. Đúng rồi. Không phải bình thản, tôi thấy có một thái độ một cô gọi là cái thái độ đó là cái thái độ thỏa mãn á, hiểu thỏa không? Thỏa mãn đó. Kiểu như là quýnh nhưng mà vậy là thỏa mãn á. Rồi, bên kia có muốn mời ai xuống không? Có. Mời đi. Bây giờ tại vì là em đã chọn cô dâu C với lại số 2 rồi. Thì bây giờ là em sẽ chọn cô dâu A với lại số 3. Giống như là cái chuyện mà là chị kể ngay lúc đầu á, hai anh chị gặp nhau trong một cái bãi đất trống đúng không? Đi ra bãi đất trống á, xin hung. Rồi sau đó là sao nữa chị? Gặp chó đó. Gặp chó đó có làm ăn gì được đâu. Anh số 3 ơi, anh có thể diễn với lại chị cô dâu A cái điều mà chị nói nãy không? Rồi mời vị trí số 3 nói chuyện. Chết đi. Trời, nhưng mà khoan, mình thiếu nhân vật nữa. Con chó. Chó, thôi bỏ, thấy chưa? À làm chó. Kiều Quân Tuấn. À xin lỗi nha, mình là chủ chó, mình không quen làm chó nha. Rồi, số 3 bắt đầu. Giờ qua cái bãi đất trống nè. Thì bạn gái ngồi đằng sau, mình chống chân chống xe xuống, mình đứng, còn bạn vẫn ngồi trên xe. Thì em cho anh xin hôn em để làm cái kỷ niệm mà ghi dấu cái tình yêu này. Không, em ngại lắm. Tại vì em cũng mới chia tay với bạn trai xong. Em sợ lắm. Em yên tâm, anh đã đến với em thì anh đến bằng cái tình yêu rất là chân thật. Anh em cứ yên tâm. Rồi lúc đó mình nói rồi mình ôm vai bạn gái. Thì lúc đó mới chuẩn bị tiến hành thì có con chó nó nào tới. Rồi bây giờ là anh cứ diễn tới cái cảnh mà chuẩn bị chân thành đi, em sẽ đóng vai chó cho rồi sau đó là em. Ok. Và lúc đó mình ôm vai mình ghì xuống dưới cái xe, cái yên xe mình ghì xuống đây. Chó đâu?
chó đâu. Quá rồi anh làm chó rồi bậy. Xin lỗi con chó hơi bậy. Go. Rồi sao? Thì rồi tới đó được rồi, tới đó được rồi. Cảm ơn Ngọc rất nhiều. Còn có nghi ngờ gì không hay là chính xác? Hay nắm tay có vẻ thân mật anh ạ. Chị chính là cái người chủ động nắm tay anh. Mà em thấy là cả hai cô dâu kia thì ánh mắt đều rất là dửng dưng. Không phải đó. Thì cũng giống như là cái em với lại chị Mai Hồ đã quyết định là anh số 2 với lại chị cô dâu C. Như vậy là chúng ta đã có những cái cuộc trải nghiệm ha, thử lửa như thế nào rồi. Bây giờ hai đội hãy ghi kết quả vào tờ giấy của mình và đưa cho tôi. Thấy đây là giây phút quyết định của hai đội thưa quý vị. Để xem cặp vợ chồng nào là thật nhá. Cảm ơn Ngọc Trai và Mai Hồ. Cái gì đây? Tại vì không chắc chắn vào cái suy nghĩ của mình lắm nhưng mà bản lĩnh lên bạn. Cuộc sống có thể sai, chúng ta có thể làm lại từ đầu nhưng hãy mạnh dạn lên. Dạ, bút nào. Xa là cà chết. Chặt lắc hết trơn trọi nè. Tôi đã giữ hai cái phong bì kết quả của hai đội. Đội chủ nhà màu đỏ, đội khách màu vàng. Và chúng ta sẽ đọc. Kiều Minh Tuấn và Cát Tường chọn cô dâu A vị trí số 3 là cặp vợ chồng thật. Mời anh chị đứng lên. Vị trí C và chú rể số 2. Mời anh chị đứng lên. Đấy là sự lựa chọn của chủ nhà. Rồi, cảm ơn các anh chị, ngồi xuống. Đội của Ngọc Trai và Mai Hồ, bạn chọn cô dâu vị trí C, chồng là số 2. Trùng hợp. Mời anh chị. Bậy hết rồi cưng ơi, bậy hết trơn rồi. Vị trí A, chồng là số 3. Ủa sao giống nhau vậy? Và bây giờ chúng tôi sẽ mời hai chú rể thật bước xuống. Chắc chắn có anh số 3. Bạn số 4 mà. Đầu tiên chú rể thật số mấy, đứng lên nào. Ba. Anh gì vậy, nhớ mà chơi vậy. Một người đứng lên, một người thôi. Chú rể thật. Trời ơi. Đó là chết rồi, tôi mặc Ngọc Trai kìa. Tôi đôi rồi chứ, Ngọc Trai. Số 1. Hôm về. Sao gần đôi vậy? Và ôi, anh định lơ đảng từ đầu đến cuối luôn trời. Hay quá. Theo các bạn thì chú rể thật số 2 là ai? Là số 4. Hả? Chú rể thật số 2 là gì? Số mấy? Số 3 ạ. Chú rể hả? Số 3, ừ. Số mấy? Số 2. Số 3. Số 2. Số mấy? Số 4. Số mấy? Số 2. Số 2. Số mấy? Số 2. 2 hoặc 3. Một số là vậy, số 2. Đây mà còn mặt nữa. Chú rể thật. Số 2, số 2, số 2. Số 2. Vậy? Gì vậy? Rể thật mà. Ai không vệ, phải chú rể thật. Ngồi xuống. Gì vậy? Trời ơi. Chị dẹp. Trời ơi là trời. Đó là hai chú rể thật. Bó tay. Rồi xong. Rồi xong. Đây không phải cô dâu thật nè. Tôi rồi, đã nói ngay xong. Từ đầu rồi. Là cô dâu mà thật á, không có nói nhiều thế đâu. Thấy nào chưa? Có đúng hay sai nhá. Bây giờ mời hai chú rể thật bước xuống đây. Vậy mà bên kia bị loạn óc luôn. À, mình cũng loạn luôn. Không có tính luôn mấy ơi. Chóng mặt á. Rồi Ngọc Trai chuyến này phải đi. Cưới vợ rồi, phải cưới vợ lắm rồi. Tôi thích anh rồi đó nha. Anh gạt tôi từ đầu đến cuối nha. Đây là hai chú rể thật và cô dâu thật bắt đầu xuất hiện. Này diễn hay quá ha.
cô dâu thật đầu tiên của anh chàng mặc áo đen là ai? Ào á. Là ai? Cô C. Bước đến nắm tay ông xã của mình. Hèn chi, tí cái này. Trời ơi, cái này nó em có hoang mang này lên. Tại vì nãy chị này bảo là có khuyên chồng đi cạo tóc á. Em cũng hơi hoang mang nhưng mà không, không, tại vì biết sao không? Thường thường á, cái nách á, cái vùng này là nhổ nhạy cảm lắm. Mà cổ cứ rút rút cho nó hoài mà mình không nghĩ ra. Mà cổ đánh cho bằng được. Này, ê, bỏ tới trước. Người ta tới nơi, ta đánh gì mà không nhận ra thiệt. Trời ơi là trời. Và cô dâu thứ hai. Trời xong. Mời xe lên. Bước đến, nắm tay chồng mình. Ôi trời ơi. Bây giờ có thật hay không? Hôn nhau mới biết. Nào, hãy hôn để người ta tin là vợ chồng thật. Hôn môi, hôn môi. Hôn đi các bạn. Hôn đi. Ngại gì nữa. Đánh nhau rồi, giờ hôn nhau đi. À. Chưa thật nữa. Chưa thật nữa. Quái gì? Con giết đó. Bây giờ coi thật chưa mới biết nữa nè. Nào, nếu thật hãy hôn nhau các bạn. Đó là hai cặp vợ chồng thật. Chúc mừng họ. Hay lắm. Rất quốc hay lắm. Vậy thì hôm nay trước khán giả truyền hình, trước tất cả mọi người, những anh chồng đã làm thật xấu gì với vợ, hãy xin lỗi vợ mình nào. Nói chung là từ trước giờ anh có tật xấu gì thôi em bỏ qua cho anh nhé. Bỏ qua anh mà có hứa có thay đổi hay không? Rồi anh hứa là sẽ thay đổi. Em mong chồng em là bớt cái nóng tánh lại. Dạ, với lại nói nhiều một xíu, ít nói quá. Dạ, em mong chồng là bớt chơi game lại, bớt nóng tính. Ê, bây giờ nhân đây anh đứng đây thì anh cũng xin hứa là anh chơi game ít lại. Anh sẽ cố gắng không nóng tính nữa, thương yêu vợ nhiều hơn. Cảm ơn hai cặp đôi. Nào, xin mời cô dâu A lên. Bạn hãy nói gì về mình? Chồng bạn có đây không? Bạn có gia đình chưa? À, em lấy chồng được gần 6 năm, con gái em gần 5 tuổi ra. Hôm nay là không có chồng em ở này. Chú rể, số 2 đứng lên. Nói với mình đi, có vợ mình ở đây không? Hôm nay thì không có vợ theo, có mình em thôi. Hôm nay chỉ có chú rể, cô dâu ở nhà giữ con. Vợ cũng ở nhà với hai con. Cảm ơn các bạn, mời các bạn xuống sân khấu. Ngày hôm nay, hai đội đều đoán sai. Như vậy là tất cả phần thưởng thuộc về 8 người chơi. Thưa quý vị, mong rằng câu chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ được lan tỏa và các cặp vợ chồng hãy nhận lấy lỗi của mình. Những gì sai, mình hãy sửa. Những gì chưa làm được, hãy làm được từ ngày hôm nay, thưa quý vị. Đó là những gì mà ngày hôm nay chương trình Gương mặt phố Thê gửi đến tất cả quý vị các bạn. Chúc tất cả những cặp vợ chồng thật nhiều hạnh phúc, sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Thưa quý vị, Gương mặt phố Thê đến đây xin phép được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 21:30 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tuần sau. Xin chào quý vị. Chào quý vị và các bạn đến với chương trình Gương mặt phố Thê. Là lúc nào chồng em cũng chiều em hết trơn á. Rồi em nhìn gái là nhìn để là về làm đẹp cho vợ. Anh có phải là tiền đạo phòng thủ không? Anh hỏi em hoài à, em không biết đường trả lời luôn. Em chịu anh chịu lắm. Đó, đó. Mình hai người chịu em rồi đó. Em là mẫu mực chuẩn nha. Em đừng bao giờ nhắn tin với anh nữa. Cưới về rồi giống như là hổ mà sư tử mà xuất hiện vậy đó. Tật xấu của vợ của em là thích được người khác chiều. Anh chồng là ai? Anh chồng là cái người cưới cô đó. Không mà đó. Chị Tường đang hở để chị đặt cược cho bên đấy, anh hiểu không? Mua cái gì ạ? Mua son môi. Màu gì ạ? Màu đỏ. À, cô ấy đánh màu hồng, cô thích màu hồng mà. À, không, thì em mua màu đỏ. Chầu lên là nhìn đây giống chị Cát Tường quá. Là tuần 8 lần hả?